bẻ phanh, đâm ruồng, chặt chém ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ với bộ đồ nghề đơn giản cùng vài thao tác thủ thuật, một nhóm người đã kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ việc phá xe máy của người đi đường. Phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 25 tháng 10 năm 2017. Sau nhiều ngày theo dõi, phóng viên báo Thanh Niên đã xác định điểm phá xe ở góc giao lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ là nơi chuyên phá xe, chặt chém. Điểm phá xe này do người đàn ông tên Huệ lập ra. Xe của một thanh niên bị nông hơi, anh ta được mời vào phá xe. Ông Huệ ngồi gần như song song, xoay lưng về phía khách hàng. Quý vị hãy chú ý kỹ, đây là cách ông ta phá chiếc ruột xe của người thanh niên. Đầu tiên, như mọi người vá xe khác, ông ta mở van cho ra hết hơi. Sau đó, ông Huệ nảy lốp để lấy ruột xe. Đây là thủ thuật quan trọng để phá một chiếc ruột xe khi ông ta cố tình quên việc phải nới lỏng ốc chân van trước khi nảy lốp. Theo dân trong nghề, nếu không nới ốc chân van thì nguy cơ đứt chân van là rất cao. Thao tác nảy lốp sẽ không có gì đáng chú ý cho đến khi ông ta nảy đến phần van. Ông Huệ dùng hết sức lực của tuổi 52 đâm thật sâu vào trong phần van đang gắn chặt với niềm xe. Cú đâm này mục đích là để làm đứt chân van. Cú đâm dùng lực mạnh đến mức làm dụng cụ nảy lốp văng xuống đường. Và dường như một cú đâm mạnh chưa đủ khiến ông yên tâm, ông Huệ quyết định bồi thêm một nhát đâm nữa cho chân van đứt hẳn. Sau phần nảy lốp là phần moi ruột xe. Đến lúc này thì ông Huệ mới mở ốc chân van. Và dường như hai cú đâm lúc nảy lốp chưa làm ông hả dạ, ông tiếp tục giật mạnh ruột xe vài cái để cho chân van chắc chắn đứt mới thôi. Sau vài thao tác vờ như để kiểm tra xem lốp xe có đinh bên trong không, ông Huệ kết thúc công cuộc phá hoại của mình bằng việc thật lực bẻ mạnh chân van cho đứt hẳn. Chỉ sau vài phút vào tay ông Huệ, chiếc ruột xe từ non hơi đã trở thành đứt chân van, buộc phải thay ruột xe mới. Tiếp đó, ông Huệ gọi khách hàng lại gần và thông báo về tình trạng xe. Cái ruột là giá 3 miếng rồi. Chú quẹo quá rồi á. Em hiểu không? Hiểu cái nói không? Còn là thứ nhất cái hai nữa, ruột em mà quá trời rồi, còn biết cái mặt rồi. Một ngày đúng rồi, em thay để em đi làm ăn đúng không nè. Hiểu không chưa? Đúng chưa? Rồi ngồi đi anh làm, ngồi nghỉ đi. Anh cần hợp lý luôn. Và đây là chiếc ruột xe mới ông Huệ thay cho khách hàng. Không nhãn hiệu, không nơi sản xuất. Chiếc ruột xe này thậm chí có những đường ngang nối lại với nhau giống như ruột tái chế. Theo một chủ tiệm sửa xe uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là ruột chất lượng thấp. Loại này dày nhưng thành phần cao su ít, thường được bán cho các tiệm sửa xe lề đường với giá từ 15 đến 20 ngàn đồng. Trong khi đó, ruột xe tốt thường mỏng và dẻo hơn. Có thể phân biệt hai loại ruột bằng mắt thường thông qua việc nhìn đường chỉ màu trên thân ruột. Loại ruột tốt thường có đường chỉ màu xanh dương liền nhau từ đầu tới cuối. Và sau vài phút, khách hàng phải trả 120.000 đồng cho hành vi phá hoại của ông Huệ và một chiếc ruột xe đẻo. Thật là một cú chặt chém không tiếc tay. Chiều ngày 26 tháng 10, một người khác có bánh xe bị đông hơi dắt đến chỗ ông Huệ. Thấy người dắt xe đến chú ý kỹ, ông Huệ không thể phá chân van như thực lệ, nhưng ông ta vẫn có cách khác để khiến khách hàng phải thay ruột. Hãy chú ý đến bộ đồ nghề của ông Huệ, một ống bơm bằng tay, mấy cái ruột xe, vài loại dụng cụ và tăm. Sau khi bơm hơi vào ruột xe, ông Huệ cắm thẳng cây tăm nhọn vào vết vá cũ. Với thủ thuật này, khách hàng buộc phải thay ruột xe mới, chứ không thể vá chậm lên.
Chưa dừng lại, sau khi mang một thau nước đến làm màu, ông lại đâm thêm một tăm nữa cho ruột xe hỏng hẳn. Và đây là cách ông đối phó với khách hàng khi bị phản ứng. Chú già đấy là chú ấy, chú ăn gian có đổi giá con hả? Thì người ta giá cho con thôi, không phải phải gì mấy chủ khách là làm gian xạo, hiểu không? Chú nói không? Chú già rồi, con đừng có nói chú rồi, gặp con có đưa chú 100 ngàn con lấy nữa, chú làm theo lên tâm của chú. Khi người này đòi ông nhét lại ruột để đi qua điểm sửa xe khác gần đó để vá, ông Huệ đã dành những lời có cánh cho đồng nghiệp. Thằng đó hả? Có cả chú cái đó này, chú nó cần. Ai dạy nó bắt cái giận, nó chỉ con cái gì? Nó của bà đằng ác giống chú á. Chỉ con á. Cái đại là con giòm nó rồi, nó đối với con. Xung quanh khu vực này, rất nhiều người cho biết ông Huệ không phải là thợ sửa xe. Nghề nghiệp chính của ông là phá xe và bóc cổ khách hàng. Ngoài ngón nghề phá xe thay ruột thì ông Huệ còn thường xuyên có lòng dắt khách Tây sang đường và vòi vĩnh xin tiền công. Với những thủ thuật phá hoại của mình, ông có thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày. Chú nói đâu à, tao thì mày, bây giờ mày làm 2 triệu đi, tao chỉ trả chiếc xe 10 ngàn, mày đến sống mày. Tiền của tao là đồng tiền, còn của mày là bên lừa đảo, nó đâu biết được chuyện. Cái ruộng mà, cái lớn mua 19 ngàn. Với chiếc ruột xe đểu ông Huệ thay cho, nạn nhân đến điểm sửa xe tại góc đường Phạm Ngọc Thạch, khu vực Hồ Con Rùa để nhờ kiểm tra. Mọi thứ lại tiếp diễn. Người đàn ông này cũng dùng những thủ thuật y như ông Huệ đã dùng để phá hỏng chân van của xe. Tuy nhiên, nhân từ hơn, ông ta đã thay một chiếc ruột xe tốt hơn của ông Huệ đã thay. Nè, đi gãy bên giò nè. Dởm nhìn là biết rồi. Nè, coi đi. Nè, quắn ruột à, gãy bên giò nè. Dởm. Dởm hả? Nhìn cái ruột này là biết rồi. Đúng không? Nó khác nhau liền đúng không? Đúng không? Như cái này chắc... Nhưng mà cái này là thay luôn công là 120 á, Kasumina, còn thằng này là nó thay cho em là nó thay bằng ruột tiểu. Ruột dởm. Hỏng xe giữa đường từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Không ai dám chắc người thợ sửa xe cho mình sẽ sửa bằng lương tâm nghề nghiệp hay chỉ biết phá hoại để trục lợi. Những cú đâm vào ruột xe của những người như ông Huệ là những cú đâm vào tình người, vào lòng tin của những người dân lỡ đường.